tài xế container chặn đầu xe ô tô, hành hung trên quốc lộ 51. Bí thư xã ở Ninh Bình bị bắt vì hành vi phạm tội lúc làm chủ tịch. Bắt đối tượng cướp 430 tờ vé số của người phụ nữ. Bộ Giáo dục Đào tạo sẵn sàng cho người dân vào tránh trú trong các trường học. Đoàn xe ô tô đi chậm giúp xe máy tránh bão trên cầu Nhật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tài xế điều khiển xe container chặn đầu xe ô tô, sau đó xông vào gây gổ được chia sẻ rầm rộ. Sự việc xảy ra trên quốc lộ 51. Theo như lời của tài xế lái ô tô đầu kéo cho rằng có hành động như vậy bởi xe con chạy láo. Ngày 7 tháng 9, Công an phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang truy tìm hai tài xế để làm rõ vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội. Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh tài xế lái xe container chặn đầu xe một chiếc ô tô dịch vụ. Video này sau đó được chia sẻ rầm rộ. Hình ảnh cho thấy vụ việc xảy ra trên quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ. Vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Công an tiếp nhận thông tin đăng tải trên Facebook của chủ tài khoản Bùi Bá V về việc tài xế điều khiển xe container chặn đầu xe ô tô con. Sự việc xảy ra tại ngã ba Cái Mép, phường Tân Phước. Công an phường đã tiến hành xác minh thông tin trong đoạn video. Kết quả xác minh thông tin từ người chứng kiến là anh Lại TH cung cấp. Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 5 tháng 9 tại đoạn quốc lộ 51. Anh H đang ngồi trên vỉa hè để gửi hàng cho khách thì thấy một xe đầu kéo ép một ô tô con vào vỉa hè. Sau đó tài xế xe đầu kéo xuống xe và đi đến xe con. Tài xế xe ô tô đầu kéo hành hung tài xế xe con. Anh H thấy sự việc nên chạy đến can ngăn. Lúc can ngăn vụ việc, anh H nghe tài xế xe ô tô đầu kéo nói: "Tao dí mày mấy cây số rồi mới bắt được mày, mày chạy xe bố láo." Sau đó hai tài xế lên xe rời khỏi hiện trường. Tiến hành xác minh về người và phương tiện giao thông, xác định xe container do công ty cổ phần Logistics XL thành phố Hồ Chí Minh là chủ và chưa xác định được tài xế. Xe con do ông Nguyễn Văn Ca là chủ. Hiện vụ việc trên, Công an phường đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Phú Mỹ tiếp tục xác minh làm rõ. Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ và khởi tố ông Phạm Ngọc Xuân, bí thư Đảng ủy xã Khánh Trung để điều tra về hành vi phạm tội thời còn làm chủ tịch xã. Người này đã cấu kết với chủ tịch hợp tác xã lập khống hồ sơ để trục lợi ngân sách nhà nước. Theo đó, cơ quan chức năng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Phạm Ngọc Xuân, sinh năm 1972, bí thư Đảng ủy xã Khánh Trung, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Trung và Phạm Khắc Thắng, chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp Quyết Trung để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong năm 2019, năm 2020, khi tỉnh Ninh Bình có chính sách hỗ trợ mua máy sản xuất nông nghiệp, lúc này, ông Xuân là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Trung đã chỉ đạo ông Thắng mua 4 máy cấy lúa đã qua sử dụng với giá 190 triệu đồng trên một máy. Sau khi mua được máy, ông Xuân và Thắng đã lập khống hồ sơ để đề nghị hỗ trợ tiền mua 4 máy mới 100% với giá 350 triệu đồng trên một máy để trục lợi ngân sách nhà nước. Sau đó, ông Thắng đã lập hồ sơ quyết toán hỗ trợ ngân sách nhà nước vào tháng 1 năm 2021. Hợp tác xã của ông Thắng được hỗ trợ 4 máy cấy 1 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền 430 triệu đồng. Tại cơ quan công an, các ông Xuân và Thắng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tự nguyện khắc phục số tiền 430 triệu đồng cho ngân sách nhà nước. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, giám đốc hợp tác xã ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình vì liên quan đến khai khống hồ sơ hỗ trợ máy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Vừa qua, một vụ việc cướp giật tại thành phố Buôn Ma Thuột đã gây phẫn nộ dư luận khi đối tượng đã tiếp cận một cụ bà cướp đi 430 tờ vé số, khiến nạn nhân ngã ra đường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng này, đã từng có 3 tiền án. Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 6 tháng 9, bà Dê đang đứng bán vé số bên lề đường, thì có một người đàn ông dừng xe máy, lại gần rồi cướp vé số. Do bị cướp bất ngờ, bà Dê cố giữ tập vé số và té xuống đường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh của người dân xung quanh ghi lại. Trưa ngày 6 tháng 9, Công an phường Thành Công tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Dê, sinh năm 1962, về sự việc bị một người đàn ông cướp giật 430 tờ vé số, trị giá 4,3 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận sự việc từ Công an phường Thành Công,
đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột đã khám nghiệm hiện trường, rà soát camera an ninh, sàng lọc đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định nghi phạm cướp vé số là Nguyễn Thuận Thảo, sinh năm 1980. Sau khi triệu tập lên làm việc, trước các chứng cứ thu thập được, Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo cơ quan điều tra, Thảo có 3 tiền án về các tội mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ để xử lý kẻ cướp giật này. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Vừa qua, lực lượng chức năng của huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ hàng chục cây sầu riêng của người dân bị kẻ xấu bóc vỏ gốc trên địa bàn huyện. Được biết, chủ các cây sầu riêng bị phá hoại không có mâu thuẫn hay tư thù với ai. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 7 tháng 9, anh Cao Thành Trung, 37 tuổi, trú tại xã Quốc Oai, ra thăm vườn, bất ngờ phát hiện hàng chục cây sầu riêng của gia đình bị kẻ xấu bóc sạch vỏ ở dưới gốc. Vườn sầu riêng của anh Trung gần 4 năm tuổi, hiện đã thu bói. Dự kiến mùa tới sẽ cho thu hoạch mùa vụ chính. Vậy nhưng chưa kịp hái trái ngọt thì bị đối tượng nào đó phá hoại. Theo anh Trung cho biết, thời gian vừa qua, anh không có mâu thuẫn với ai. Vụ việc gây thiệt hại lớn về kinh tế cho gia đình. Nắm bắt được tình hình vụ việc, ngày 7 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ, Lâm Đồng đã chỉ đạo công an huyện sớm điều tra vụ phá hoại hàng chục cây sầu riêng. Công an huyện Đạ Tẻ phối hợp với công an xã Quốc Oai điều tra vụ phá hoại nhiều cây sầu riêng. Hiện vụ việc đang được điều tra và làm rõ để trả lại công bằng cho chủ vựa sầu riêng bị phá hoại. Một vụ cháy lớn đã xảy ra trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, tại công ty giày thể thao. Đám cháy này đã thiêu rụi gần 1.000 chiếc xe máy của công nhân, gây thiệt hại nặng nề cho công ty. Rất may vụ việc không xảy ra thiệt hại về người. Vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9 tại khu vực nhà xe của công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ thể thao Victory đóng tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Vào thời điểm trên, ngọn lửa phát ra từ khu vực nhà để xe rồi sau đó lan ra toàn bộ nhà để xe. Khói đen bốc lên cuồn cuộn, đen kịt cả một góc trời. Do khu nhà chứa nhiều xe máy và được lợp mái tôn nên nguồn nhiệt tỏa ra rất nóng, các phương án chữa cháy tại chỗ không phát huy hiệu quả. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa sau khi nhận được tin báo đã điều động 4 xe chữa cháy, xe bồn cùng 24 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường nỗ lực dập lửa. Đến khoảng hơn 17 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Theo vị lãnh đạo thị trấn Sao Vàng, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, có gần 1.000 chiếc xe máy của công nhân đã bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ. Liên quan đến tình hình bão Sagi đang đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc được người dân đặc biệt quan tâm. Sau công điện ngày 4 tháng 9 về chủ động ứng phó bão số 3, ngày 7 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục có công điện gửi Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Nghệ An trở ra về việc tăng cường ứng phó với bão. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẵn sàng cho người dân vào tránh trú trong các trường học đủ an toàn. Cụ thể, công điện nêu rõ, theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 6 tháng 9 năm 2024, bão số 3 đã đi vào vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, nguy cơ cao xảy ra lũ lụt tại các khu đô thị, vùng thấp trũng, sạt lở đất, lũ quét ở Trung Du và miền núi. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý giáo dục và nhân dân, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Nghệ An trở ra thực hiện nghiêm phong tránh bão, đồng thời triển khai ngay các nội dung, căn cứ tình hình thực tế ở địa phương cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn, tuyệt đối không chủ quan với hoàn lưu sau bão. Đối với những cơ sở giáo dục tổ chức học nội trú, bán trú, cần thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn và chuẩn bị lương thực, nước uống cho học sinh tại ký túc xá, không để các em về nhà trong khi mưa bão, mất an toàn. Tiếp tục chủ động các biện pháp phòng tránh mưa ngập, lên phương án đảm bảo an toàn các công trình trường học, di rời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lụt để tránh hư hại. Đáng chú ý, sẵn sàng cho người dân vào tránh trú trong các cơ sở giáo dục có điều kiện cơ sở vật chất an toàn. Tổng hợp thiệt hại và lên phương án xử lý, báo cáo Ủy ban Nhân dân các cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Mới đây, do ảnh hưởng của bão số 3, mưa dông kèm gió mạnh đã quật ngã nhiều cây xanh. Trong sáng ngày 7 tháng 9, khi đang lưu thông bằng xe máy trên đường tỉnh 392, đoạn qua địa phận xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, Hải Dương, người đàn ông bất ngờ bị cây đổ vào người dẫn tới tử vong. Theo thông tin ban đầu,
Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9, trên địa bàn xã Quang Minh, huyện Gia Lộc xảy ra một vụ tai nạn hy hữu khiến người đàn ông tử vong trên đường đi cấp cứu. Vào thời điểm trên, anh BTL, sinh năm 1971, đi xe máy biển số 17N3-5667, chở theo một người ngồi phía sau, di chuyển trên đường tỉnh 392, theo hướng Thanh Miện đi Gia Lộc. Khi đến km 18+500, đường tỉnh 392, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa to, gió giật mạnh, khiến một cây bạch đàn trồng bên đường đổ đè vào người và phương tiện. Vụ tai nạn đã khiến anh L bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, anh L được xác định đã tử vong trên đường chuyển lên tuyến trên cấp cứu. Nhận được tin báo về sự việc, các cơ quan chức năng huyện Gia Lộc đang ứng trực phục vụ công tác phòng chống cơn bão số 3, đã huy động lực lượng tới hiện trường, tiến hành các biện pháp cứu hộ cứu nạn nhằm giảm thiểu thiệt hại do cơn bão gây ra. Trong cơn mưa dông xối xả, sức gió mạnh có thể quật ngã người đi đường. Trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một số xe ô tô đi trên cầu Nhật Tân đã dồn lại đi tốc độ chậm để che chắn cho các xe máy vượt qua cầu, được dư luận hết sức khen ngợi. Trong lúc hoạn nạn, khó khăn, tình đồng bào vẫn luôn được lan tỏa ấm áp. Theo đó, bắt đầu từ 12 giờ ngày 7 tháng 9, siêu bão Yagi ảnh hưởng vào Hà Nội. Nhiều biển quảng cáo đã bị rơi đổ, nhiều cây xanh bật gốc. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển ngoài đường. Tuy nhiên, khoảng 12 giờ 15, một số xe máy và ô tô vẫn đang cố gắng di chuyển qua cầu Nhật Tân để trú về nơi an toàn. Tuy khoảng trưa ngày 7 tháng 9, tâm bão Yagi chưa đi vào Hà Nội, sức gió qua các con cầu đã rất lớn, nhiều người đi xe máy bị thổi ngã. Chính vì vậy, các xe ô tô tải, xe khách đã đi sát vào nhau, che bớt gió cho người đi xe máy qua cầu Nhật Tân an toàn. Dù chỉ là một hành động nhỏ trong lúc mưa bão, nhưng cũng đủ để những người đi xe máy cảm thấy an toàn hơn khi di chuyển qua cầu trong hoàn cảnh này. Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được nhiều bình luận cảm ơn từ những tài xế xe ô tô đã che chắn cho người đi xe máy qua cầu một cách an toàn. Tại tỉnh Quảng Ninh, nơi chịu sự càn quét khốc liệt đầu tiên của bão số 3 khi vào tới Việt Nam, hàng loạt cây cối, nhà tốc mái, tàu thuyền đều bị gió thổi bay, cuốn trôi các vật dụng trong tầng cao của tòa nhà cao tầng. Bão đổ bộ khiến người dân Quảng Ninh vô cùng sợ hãi, nằm trong nhà mà chao đảo như động đất. Vào 15 giờ ngày 7 tháng 9, bão số 3 đã vào đất liền Quảng Ninh và tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h. Sức gió mạnh nhất tâm bão đạt cấp 12 đến 13, giật cấp 16. Bão đã tàn phá huyện đảo Cô Tô Quảng Ninh từ đầu giờ chiều cùng ngày. Nhiều nhà dân đã bị sập hoặc tốc mái ở thành phố Hạ Long. Những hình ảnh được các bạn trẻ quay clip liên tục đăng lên mạng xã hội được nhiều người quan tâm. Chiều cùng ngày, Quảng Ninh mất điện trên toàn tỉnh. Điện lực tỉnh Quảng Ninh đã cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân. Thống kê sơ bộ, tại Quảng Ninh đã có 14 trạm biến áp 110 kV bị tách khỏi vận hành. 84 đường dây trung áp gặp sự cố do bão Yagi. Hiện 4 lộ đường dây đã được ngành điện khắc phục sự cố. Khoảng 274.000 khách hàng trên địa bàn bị mất điện. Chị Lê Bích Thủy, Bãi Cháy Quảng Ninh cho biết, khu dân cư dưới chân cầu Bãi Cháy bị đánh tan tác, nhà nào cũng mất mái, đổ cổng. Thật sự là đáng sợ. Tôi nằm trong nhà mà chao đảo như động đất, gió rít ầm ầm, chỉ khẩn cầu cho mọi người được bình an. Mặc dù gió đã tạm thời suy giảm ở Quảng Ninh, song chưa phải đã hết hẳn. Khoảng từ 15 đến 16 giờ ngày 7 tháng 9, gió sẽ đổi hướng và giật mạnh trở lại. Chính quyền khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, không chủ quan, không ra đường khi không cần thiết, tiếp tục ở nơi tránh trú chờ bão đi qua. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày và đêm 8 tháng 9 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 20 đến 60mm, có nơi trên 150mm. Riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Phía Tây Bắc Bộ, từ nay đến sáng ngày 9 tháng 9, có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 100 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Mưa lớn có thể sẽ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc, nên người dân cần chú ý theo dõi thời tiết để đảm bảo an toàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong các video tiếp theo.